3 giây có ngày, lươn om chế đậu trong ngày hè nóng bức. Đây là phụ nướng này, lươn đã được mổ sạch này, sơ chế, rửa sạch nhớt này. Chuối đã được ngâm trong giấm này, để cho nó không bị thâm này. Bà chỉ thì thái rồi này, thì tô là lốt thái, tỏi băm, hành thái lát, ớt thái sẵn. Sau khi dầu nóng đã thả chuối vào chiên. Chiên chuối này là cốt là để cho chuối khi mà nấu nó sẽ không bị nát. Để tạo màu cho thịt nó không bị trắng. Nước vào sôi thì mình phải hớt hết bọt đi, xong mình bị đun ninh thêm khoảng độ 15-20 phút nữa cho mềm, bắt đầu mình cho lươn vào nhá. Ngon, thêm một miếng bún nữa, miếng cơm nữa thì nó lạnh cả người luôn.